Chào 500 anh em. Này Tiến Hạnh, em gắp máy Sirius FI cho anh trai đẹp trai. Đây là phần lốc của anh chủ xe. Em rửa sạch từ trong ra ngoài. Rửa như xe dọn nha anh em. Gắp lốc nồi rồi nữa. Đây lốc nồi rồi em cũng rửa sạch luôn nha. Em rửa đâu cả 2-3 ngày nha anh em. Đây phần lốc lửa lốc chao rồi em rửa sạch hết. Em đến làm hai bài đạn máy NTN cho chủ xe. Về phần dên á, là xe này lột dên nha anh em. Tiến hành em thay tay dên mới. Đây tay dên em thay mới và em thay bài đạn dên mới. Bài đạn dên em thay là bài đạn NTN mới in da băng. Thầy ngồi ở đây ngại quá không có dám nói gì hết trơn. Tại vì do với lại cái đó phải xỉ ra chứ không xỉ ra là nó không có tiếng rõ đâu. Số này em sẽ kiểm tra và tiến hành em thay cái cốt nhông này cho chủ xe. Cốt nhông này là đang đặt mua mới rồi nha các bạn. Đang đặt mua mới rồi tại đồ xíu đấy phải nó khó mua đồ sân cơ. Về phần lồng xe này đang cốt 1. Em sẽ lồng xe này đang ép tăng đa. Em sẽ xấy lên cốt 1. Súp bắp là em đang đi về phần đầu súp bắp em đi súp bắp CNC. Đây em cũng vệ sinh sạch sẽ luôn nha anh em. Đây là xe ông anh tôi à, hỏi ông anh có muốn lên 6 máy không để em biết nha anh bố. Cam cọ của anh còn được em sẽ giữ lại em xài. Về phần nồi á, anh trai này là có làm nồi rồi, em sẽ kiểm tra em sẽ làm lại cái nồi trước, em sẽ thay chuông thay bố ba càng zin lại. Anh em á, lá bố nồi á là vẫn còn xài được, vẫn còn dày, em sẽ giữ lại. Bản chất của siêu FI á là nó màu đen nha anh em chứ không phải là nó bị cháy nha. Em sẽ giữ lại xài cho anh chủ xe. Toàn bộ ron phốt hãng, xin cam rồi em thay mới. Cuộn lửa của anh trai này á bị cháy. Đây. Cháy đen luôn nha anh em. Em tiến hành em thay một cuộn lửa hãng. Lửa chính hãng luôn nha anh em. Đó, anh thay con lửa hãng cho anh trai. Rồi, giờ em sẽ tiến hành em gắp máy này vô. Chào 500 anh em. Không, còn tiếp á. Bữa có một anh trai cũng làm nghề hỏi em á, chuồng heo rồi nè. Anh mở ra rơ quá, anh đem anh tán lại rồi. Rồi bây giờ anh nổ máy á, nó kêu cọc 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 không à. Bây giờ làm sao? Lật sách trang 99 nha anh em. Vậy là lật sách hướng dẫn sử dụng trang 99 ra coi. Thì mình nói với các bạn vậy, mời camera quay gần tới đây. Các bạn thấy rơ không? Rất nhiều nha. Có những xe còn rơ nhiều hơn vậy nữa. Thì á, mình góp ý với các bạn. Dòng da Yamaha chuồng heo. Chuồng heo bất kỳ dòng Yamaha nào 110 Sirius, Jupiter, Sirius FI. Anh em thấy nó rơ về anh em đừng tán. Hồi bữa mình chỉ nói một cái vậy thôi là anh lụm á, là hiểu ra được chân lý nha các bạn. Thì khi mà các bạn thấy mà nó lắc như vậy nè, các bạn đừng có tán. Bất cứ cái chuồng heo nào cũng vậy, nó sẽ có độ sống. Ở trên xe Honda á, các bạn thấy nó lắc nó không lắc đúng không, nhưng mà nó vẫn có độ sống của nó á. Các bạn kiếm gì các bạn kẹp lên tô các bạn lắc thử đi, nó có nhịp. Thì mỗi hãng nó sẽ thiết kế ra cái độ nhịp khác nhau. Khi các bạn thấy mà em trai này em ngồi đây em quay đồn vậy, các bạn thấy là phía trước ánh hào quang đúng không? Ngon vô. Lão đầu dở lụm lắm đúng không? Nhưng mà không có dở đâu. Mỗi chiếc xe mình làm sẽ có những kinh nghiệm khác nhau hết. Thì bắt buộc cái quá trình mà đồ thay cho khách là phải như vậy. Còn thêm á, ở đây á là sẽ cách xử lý. Mỗi người mỗi khác nhau, lúc mà quan trọng là thằng bì nó ráp như thế nào. Để mà cái xe người ta êm, và cái xe này cái thằng chủ xe này nó chạy cái xe cực kỳ khó chịu nha các bạn. Đang chạy 70 80 tháng kiếp lót bánh vậy nè. Cho nên tại sao bộ số này còn được mà em vẫn thay cái nhông á, và các bạn coi nè. Trên cái xe này nó đang đi luôn á, là nó đang đi cái nhông tải em rét á. Là chi là nhông tải em rét này là nó chống kêu cái cốt nè, và cái nhông á là nó đỡ giặt vậy nè. Đó, mà thằng này chạy nó còn không vừa ý nha. Và cái đầu cốt số này của người ta nè không hư, không khuyết luôn. Nhưng mà nó có lỏng, và thằng này do cách chạy của này nó chạy dữ tợn quá, bắt buộc luôn em đang đặt hãng cốt mới, và lát nữa ráp em sẽ ráp một cái cốt mới cho nó.
đó. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ là à lụm là lấy rồi á, tại sao cái đầu này thấy số bắp CNC nè, bởi vì chủ xe á cái tần suất nó đi tỉnh nó rất là xa, cứ mỗi lần Tết nó về Bình Định á là nó sẽ chạy liên tục khoảng 500 cây á, và nó chạy ra rồi nó chạy vô luôn nha các bạn, nó chạy ra rồi nó chạy vô lại luôn, cho nên là bắt buộc phải thay số bắp CNC để cho nó bền hơn đó. Còn quy mô nồi này mình làm cách đây trước Tết là cách đây 6 tháng 7 tháng thì mình sẽ để mình canh lại cho nó rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.